Ông Prigozhin sinh ra tại Leningrad, ngày nay là Saint Petersburg vào năm 1961. Năm 1990, ông khởi nghiệp bằng việc bán bánh mì kẹp xúc xích và nhanh chóng vươn lên mở ra các nhà hàng cao cấp, một phần là nhờ khả năng kết giao tạo dựng quan hệ. Chính trên con đường này, ông Prigozhin đã gặp ông Putin, người khi đó đang là phó thị trưởng của Saint Petersburg. Trong những năm đầu ông Putin làm tổng thống, ông Prigozhin thường xuất hiện sau lưng nhà lãnh đạo Nga trong nhiều bữa tiệc quan trọng. Ông Prigozhin cũng được mô tả là một tỷ phú với khối tài sản khổng lồ có được từ các hợp đồng nhà nước. Năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, ông Prigozhin mới đảm nhận vai trò là người sáng lập và lãnh đạo Wagner, mặc dù ông chỉ mới thừa nhận việc này hồi tháng 9 năm 2022. Và cho đến khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm ngoái, Wagner mới trở thành cái tên chiếm lĩnh tin tức nhiều ngày trong chiến sự. Sự can dự đáng chú ý nhất của Wagner ở Ukraine cho đến nay là trong trận chiến kéo dài hàng tháng trời ở Bakhmut,